Mở đầu như thường lệ, chúng tôi xin được cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, thưa các bạn, tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đây là thông tin vừa được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đưa ra. Đây có thể thấy là một tín hiệu tích cực cho ngày Chủ nhật. Như vậy, đây là, như vậy, đây đã là ngày 24 liên tiếp chúng ta đón nhận tin vui khi không xuất hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 trên cả nước tính đến thời điểm này vẫn là 288, số ca đang được điều trị là 47, số ca đã được chữa khỏi là 241, trong đó có 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 16.525, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 162 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 6.693 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 9.670 người